trận đấu kịch tính giữa Gam và Team Liquid tại vòng Street chung kết thế giới, bộ môn Liên minh huyền thoại 2023 đã kết thúc với một chiến thắng đầy cảm xúc dành cho Gam. Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ và khả năng chiến thuật tuyệt vời, Gam đã vượt qua tất cả khó khăn và giành chiến thắng với tỷ số là 2-1 trước đối thủ mạnh mẽ đến từ phương Tây, Team Liquid. Thất bại hai trận vô cùng chóng vánh trước Genji và Fnatic đã khiến cho Gam Esports nhận mác tội đồ. Và nếu tiếp tục thất bại ở trong trận BO3 trụ hạng vô cùng quan trọng trước Team Liquid, đại diện ở phía Việt Nam sẽ trở thành đội đầu tiên phải rời khỏi giải đấu ở vòng Thụy Sĩ. Nếu kịch bản này trở thành hiện thực, đó sẽ trở thành một thảm họa thực sự dành cho Gam, bởi hai trận đấu trước đó, họ đã thi đấu không hề thuyết phục. Tuy nhiên, kỳ tích đã xảy ra với đội tuyển VCS. Chiến thắng 2-1 trước Team Liquid, Gam Esports đã chính thức trụ hạng thành công và sẽ được chơi tại chung kết thế giới 2023 thêm ít nhất là một cặp BO3 nữa. Trong video này, hãy cùng chúng mình nhìn lại hành trình hồi sinh VCS bước tới 4 vòng Thụy Sĩ của Gam Esports nào. Còn chần chờ gì nữa? Game on! Trong trận đấu ra quân tại vòng Thụy Sĩ chung kết thế giới 2023, Gam Esports đã để thua chóng vánh với tỷ số là 5-22 trước Genji sau vỏn vẹn chỉ có 23 phút thi đấu. Tuy nhiên, hành trình của Gam Esports vẫn tiếp tục ở nhánh 0-1. Do đây là trận đấu đầu tiên nên hai đội nhập cuộc với tinh thần vô cùng hăng hái. Tuy nhiên, những lỗi kỹ thuật liên tiếp đến từ cả hai phía đã khiến cho trận đấu phải tạm dừng trong thời gian khá dài, làm ảnh hưởng phần nào đến cảm xúc của khán giả. Gam Esports đã có cho mình một giai đoạn cấm trọng tốt khi sở hữu chất tướng thắng ở cả ba đường và có cơ hội để snowball ván đấu ngay từ đầu. Tuy nhiên, Levi và bộ đôi đường dưới đã xử lý vòng rừng đầu tiên khá lỗi, dẫn đến việc Peanut ăn được cả hai cua và vươn lên dẫn trước ngay từ sớm. Những giây phút tiếp theo đơn giản là màn trình diễn kỹ năng cá nhân của Doran và Chovy. Harry của Chovy liên tục có những tình huống đè đường, khiến cho KT phải nhờ tới Levi can thiệp. Trong khi đó, ở khu vực đường trên, dù cầm trong tay con bài sắc, nhưng Kiaya đã liên tục bị Doran cầu máu và buộc phải chơi dưới thềm trụ. Ở giữa trận đấu, Genji thể hiện khả năng macro thượng thừa của mình khi kiểm soát hoàn toàn tầm nhìn trong khu vực rừng của Gam, liên tục bắt lẻ và kéo giãn khoảng cách. Và khi quả cầu tuyết đã đủ lớn, Genji đã lăn nó vô cùng hiệu quả, nghiền nát Gam trong những pha giao tranh và lấy hết bộ lợi rồng. Phút 19, Slayer di chuyển hớ hênh và bị đối phương bắt lẻ. Bốn thành viên của Gam cố đấm ăn xôi lao vào cứu xạ thủ để rồi bị quét sạch hoàn toàn. Gen lấy luôn bộ lợi Baron ngay từ phút thứ 20. Với những đợt lính công hóa và khoảng cách là 10.000 tiền chênh lệch, nhà vô địch Liên minh Huyền thoại Hàn Quốc dứt điểm Gam chỉ sau 22 phút thi đấu. Dù đã có được lợi thế trong giai đoạn đầu, nhưng lối đánh của Gam Esports vẫn mang đậm chất VCS với lối đánh giao tranh liên tục, với rất nhiều những pha giao tranh không cần thiết tại các mục tiêu lớn. Rõ ràng sau khi có được mục tiêu, Gam có thể rút lui để bảo toàn lớn lợi thế. Nhưng Gam vẫn có những pha giao tranh cực kỳ không cần thiết để đánh rơi lợi thế. Dù là những pha giao tranh hơn người hay những pha giao tranh lớn, Gam vẫn để thua một cách rất hờ hênh. Bên cạnh đó, Kiaya và KT luôn có những tình huống thi đấu rất chủ quan khi không có tầm nhìn và không có các phép bổ trợ. Họ vẫn có những pha dâng cao để các thành viên Genji bắt lẻ. Thành thật mà nói thì khoảng cách trong cặp đấu Gam và Genji là cực kỳ lớn. Gam hoàn toàn thua thiệt trong giai đoạn đi đường, khả năng macro của Gam cũng không được đánh giá cao. Đổi lại, nếu là Team Whale, mặc dù kết quả sẽ không thay đổi, nhưng Team Whale có màn thể hiện tốt hơn so với Gam. Cũng không thể không kể đến sức mạnh quá lớn của Genji khi với tư cách là đương kim vô địch LCK, đặc biệt là Doran hay Chovy. Màn trình diễn của Genji là rất tốt tại vòng 1 của thể thức Thụy Sĩ. Với tư cách là đội hạt giống số 2 của khu vực châu Âu, Fnatic thực sự là một đội mạnh. Đội tuyển tới từ Anh quốc này gần như luôn bám sát Di Chủ tại vòng bảng giải đấu mùa hè. Dù có hơi chệch choạc ở vòng playoff, nhưng tại vòng loại khu vực, họ đã lấy lại phong độ để liên tục đánh bại XL, BDS và MAD ở nhánh thua. Gam Esports đã có trận đấu BO1 gặp Fnatic trong khuôn khổ ngày thi đấu thứ 2 của vòng Thụy Sĩ chung kết thế giới 2023. Gam là đội tuyển duy nhất không thuộc 4 khu vực lớn góp mặt tại vòng đấu lần này và được đánh giá yếu hơn nhưng hoàn toàn có khả năng đánh bại Fnatic. Tuy nhiên, thực tế lại vô cùng phũ phàng. Đội tuyển Gam Esports đã chiến thắng Team Whale ở trận BO5 vòng khởi động, dường như đã biến đi đâu mất. Thay vào đó là một Gam Esports rất yếu kém, bạc nhược như ở trận đấu đầu tiên gặp Lao, một trận đấu nhẹ nhàng dành cho các tuyển thủ châu Âu. Có thể nói rằng họ chưa kịp làm gì nhiều, chỉ Gam tự mắc sai rồi tự lăn ra thua mà thôi. Màn trình diễn khá thất vọng đến từ đội tuyển hạt giống số 1 của VCS tại chung kết thế giới 2023. Ở đầu trận, Gam có một chút lợi thế so với đối thủ. Sau đó, Slayer và KT liên tục bị bắt lẻ, khiến thế trận trở nên cân bằng. Tuy nhiên, thảm họa chỉ thực sự đến ở phút thứ 13, khi một pha giao tiếp lỗi khiến Slayer lao lên solo với hai thành viên của đối phương, chấp nguyên một đàn lính, đồng đội thì cắm đầu bỏ chạy. Tình huống xử lý cực kỳ lỗi này đã tạo ra một phản ứng domino, Gam mất 4 thành viên, tâm lý sụp đổ hoàn toàn. Những phút sau đó, Gam liên tục rơi vào trạng thái sai lầm nối tiếp sai lầm. Chủ lực của họ liên tục bị bắt lẻ, những pha kêu gọi giao tranh thì dường như luôn ở trong thế bị động, lung túng. Dù Fnatic không thể kết thúc trận đấu nhanh như cách mà Genji đã làm, nhưng cũng chỉ cần 24 phút là họ đã phá hủy nhà chính của Gam với bộ lợi Baron và 10.000 tiền chênh lệch.
Pha solo kill của Kiaya với người chơi đường trên của đối phương miễn cưỡng có thể coi là điểm sáng hiếm hoi của trận đấu này. Tuy nhiên, thành thực mà nói thì Oscarilin trận này thì đấu cũng vô cùng mất tập trung. Và với thất bại này, Gam Esports sẽ bị đẩy vào tuyệt lộ, phải đánh trận BO3 sinh tử ở nhánh thua. Nếu tiếp tục thất bại, họ sẽ là Naruto 0-3 mà ra về, là một trong những đội ra về sớm nhất ở vòng Thụy Sĩ khi còn chưa thể hiện được gì nhiều. Kỳ tích trước Team Liquid, Biosic ôm đầu bật khóc. Trong khuôn khổ vòng Thụy Sĩ chung kết thế giới 2023, trận đấu BO3 trụ hạng thực sự là một kèo đấu căng thẳng đối với cả hai đội thi đấu, khi cả hai đội đều chung tỷ số là 0-2 và đứng trước nguy cơ sẽ bị loại. Ván 1, Gam 1-0 Team Liquid. Tại ván đấu đầu tiên, Gam chọn một đội hình zone tài nguyên cho đường giữa, đó chính là KT với Chitana đối đầu với Orianna. Đường trên là Kiaya tự chơi với con tướng Rumble, solo trực tiếp với Cassante. Bốn đôi đường dưới của Gam chọn Zeri và Rakan đi với Aphelios và Thresh. Dù KT đã thể hiện không tốt như mong đợi, tuy nhiên Kiaya đã có một trận đấu thực sự tỏa sáng. 1v2 solo kill, giải thảm lược tuyệt đẹp trong giao tranh tổng, lấy mạng các thành viên quan trọng, tạo tiền đề để họ sở hữu con Baron đầu tiên vào phút thứ 26. Với lợi thế quá lớn, Gam đã triển khai thế trận 1-4 xuyên thủng đường dưới. Team Liquid đã mắc sai lầm khi cố gắng đưa quân ra để phòng thủ và họ mất luôn ván đấu đầu tiên. Ván thứ hai, Gam 1-1 Team Liquid. Ở ván đấu thứ hai, Gam pick một đội hình cực kỳ tham vọng khi có thể thắng ở cả ba đường. Tuy nhiên, cực kỳ là thiếu tanh và dễ bị ganh. Rút kinh nghiệm từ ván đấu trước đó, Team Liquid chăm sóc rất kỹ người chơi đường trên Kiaya. Vậy nên dù vẫn có một số pha tỏa sáng, nhưng giai đoạn giữa trận Kiaya đã nằm xuống quá nhiều lần, không đủ khả năng gây sức ép trong giao tranh tổng. Ở chiều hướng ngược lại, người đi đường Biosic của Team Liquid thực sự đã có một ván đấu vô cùng thăng hoa khi tham binh đồng nguyên ấn chuẩn đứng từng giây, khiến cho Sọp cũng phải trầm trồ. Giai đoạn đi đường, Gam dù ăn được hai rồng nhưng thua thiệt khá nhiều về mặt kinh tế. Team Liquid thì dồn tài nguyên được cho vị trí của Biosic và con King Red 4 đồng nguyên ấn gây cực kỳ nhiều sát thương, khiến cho Gam không dám ra để tránh chấp mục tiêu. Điểm sáng lớn nhất của Gam trong ván đấu này chính là Levi đã cướp thành công con Baron trước mũi của đối thủ. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, Team Liquid đã có pha giao tranh tuyệt đẹp hạ gục cả 4 người ở phía đối phương, đẩy thẳng phá hủy nhà chính và đưa tỷ số về thế quân bình. Ván 3, Gam 2-1 Team Liquid. Bước sang ván đấu quyết định, Gam dành sự quan tâm đặc biệt đến Biosic khi cầm tới 3 tướng đi rừng và chọn trước là Ngộ Không, buộc Biosic phải vào thế chọn Viego. Tuy nhiên, siêu sao của Team Liquid đã gây bất ngờ cho tất cả mọi người khi kết thúc lượt chọn với Senjuani, lộ rõ ý đồ đánh đường trên carry khi kết hợp với Jax. Họ đã sai khi đánh vào cánh mạnh nhất của Gam. Trong một ngày thi đấu xuất thần, Kiaya đã phối hợp với Levi lấy 2 điểm hạ gục ngay từ rất sớm. Sau đó lăn cầu tuyết không một vết xước, nghiền nát đường trên. Với một con quái vật Cassante ở đường trên, Gam đơn giản là chiến thắng hoàn toàn trong tất cả các pha giao tranh tổng. Hiểu được tính chất quan trọng của ván đấu, các thành viên Gam thi đấu vô cùng từ tốn, hạn chế mắc ít sai lầm nhất và từ từ nghiền nát đối thủ ở phút 34. Và với chiến thắng này, Gam Esports đã trụ hạng thành công, còn Team Liquid đã trở thành đội tuyển đầu tiên phải rời khỏi vòng Thụy Sĩ. Người chơi xuất sắc nhất của Team Liquid, Hong Phaeosit Changhun, đã không thể giấu nổi những giọt nước mắt và bật khóc nức nở ngay trên sân khấu. Với trận thắng 2-1 trước Team Liquid, Gam Esports đã chính thức trụ hạng thành công và sẽ được chơi tại chung kết thế giới 2023 ít nhất một cặp BO3 nữa. Ở chiều hướng ngược lại, cá ngựa Team Liquid đã trở thành đội đầu tiên phải khăn gói về nước ở vòng Thụy Sĩ. Đây là một đả kích rất lớn với Team Liquid nói riêng và cộng đồng Liên minh Huyền thoại Bắc Mỹ nói chung. Ngay trên sân khấu, tuyển thủ rừng Biosic của Team Liquid đã không thể kìm nổi những giọt nước mắt và bật khóc, tạo nên một khoảnh khắc đáng nhớ trong lòng khán giả. Thất bại này là một sự đả kích vô cùng to lớn với Biosic, bởi anh chính là đương kim vô địch chung kết thế giới 2022, từng cùng những người đồng đội Dragonic viết nên hành trình huyền thoại. Việc thua trắng cả 3 trận, bị đánh bại bởi đội tuyển được đánh giá yếu nhất rõ ràng là không phải là mục tiêu mà Biosic mong muốn khi bước tới giải đấu lần này. Được biết, Team Liquid là đội tuyển thứ hai mà Biosic đầu quân kể từ khi bắt đầu sự nghiệp tuyển thủ Liên minh Huyền thoại. Dù đã thành công giúp cho đội tuyển có tấm vé tới chung kết thế giới 2023, điều mà năm trước họ chưa làm được, Biosic lại không thể cùng Team Liquid đem đến cho những người hâm mộ màn trình diễn tốt nhất. Đó có lẽ chính là lý do mà chàng trai sinh năm 2K cảm thấy thất vọng đến thế. Trên mạng xã hội, nhiều cổ động viên đã bày tỏ sự thông cảm cho Biosic và an ủi anh, viết với những bình luận kiểu như ngài và bốn cái mic. Về Gam, đối thủ tiếp theo của họ tại chung kết thế giới là một đội tuyển rất mạnh đến từ Hàn Quốc, D+ Kia. Trong đội hình của họ có đến 3 nhà vô địch thế giới, bao gồm Canyon, Depp và Showmaker. Đây được dự đoán là trận đấu khó khăn dành cho Gam và cửa đi tiếp của họ là rất hẹp. Hành trình đem lại vinh quang cho VCS của Gam vẫn chưa kết thúc. Mặc dù ở trận đấu tiếp theo có mùi no hope, nhưng anh em vẫn luôn tin vào một kỳ tích nào đó sẽ xảy ra, kể cả thua trận đi về. Nhưng những gì mà Gam đã làm được cho tới thời điểm hiện tại thực sự là đã quá đủ với người hâm mộ nước nhà. Hãy cùng ủng hộ Gam trong game đấu còn lại, vì biết đâu. Và đừng quên đăng ký kênh để nhận được những thông báo mới nhất từ Game On chúng mình nha.